Hai giờ quay lại đón tôi nha. Rồi. Ê, cậu làm cái gì mà kỳ vậy? Nhà tôi đâu phải là sở thú. Bà, nhà có chuột. Dạ, xin lỗi bác. Cậu muốn kiếm ai? Kiếm Thảo. Thảo không có ở nhà. Đâu có. Thảo hẹn con ở đây bác. Cậu không hiểu hả? Năm nay là năm cuối nó học đại học, nó bận lắm. Cậu không hiểu là học đại học á, người ta bận hơn học lớp 10 sao? Bác, con đâu muốn bỏ học đâu bác. Bác cũng biết hoàn cảnh nhà con lúc đó mà. Với lại lúc mà ba con mất. Trời ơi, cậu đừng kể lể về thân thế và sự nghiệp của cậu cho tôi nghe. Tôi biết, tôi biết rất rõ về cậu. Cậu hãy nghĩ về cậu và về con gái tôi thử xem. Nó đã tốt nghiệp khoa nhiếp ảnh loại ưu. Nó đang là trợ giảng của khoa. Nó cũng đang chuẩn bị lấy thêm bằng quản trị kinh doanh. Ngoại ngữ á, thì nó đã có bằng, tôi không nhớ là cái bằng gì, bằng TOEFL tối gì đó. Nói chung á, nó nói ngoại ngữ còn chuẩn hơn là cậu nói tiếng mẹ đẻ nữa đó. Cậu dựa vào cái gì mà để gặp gỡ con gái của tôi? Hồi nhỏ con Thảo rất là hiểu nhau. Chẳng có ai yêu nhau rồi cưới nhau chỉ vì tuổi thơ hết. Thảo cảm tình với con. Cậu định vun đắp những ước mơ hoài bão của con tôi bằng cái nghề thợ mộc lương tháng không quá 5 triệu hả? Đó là tôi chưa nhắc đến tác phong văn hóa của cậu. Bác, bác cái con gì? Con mới học tới lớp 10 hả? Vì sao tôi ghét cậu hả? Cậu cứ thử hỏi cái thời gian 6 tháng của cậu ở trong tù thì biết.